Bảo Bảo xin chào cả nhà, ông bà, cô chú, anh chị, các bạn nha. Bữa nay đại gia đình bắt đầu đi sang núi Cấm này cả nhà. Chuẩn bị lên cáp treo nha. Ăn trái cây không? Chắc không trái cây ăn nghe vậy? Kẹ kẹ chị, chắc còn giải hả? Ba mai em mở thôi nha. Đó, còn giải đó. Ở trong trong rồi. Mày cũng hai ngày một đi nữa rồi, giống nó hai ngày một đi mà. Cột lấy yên tâm nha. Rồi vô mua vé đây. Anh vô mua vé đây anh. Đứng chạy đi luôn đi. Đó có thì mình đi lên đó mình kiếm chỗ nào mát ngồi nghỉ chứ đi. Đi lên núi thiếu chỗ ngồi nó mát hơn. Ba mày đi không? Đi luôn đi, hỏi gì? Lên tới đây rồi. Phải lại chỗ nào đậu ba còn có võng nằm. Chưa đi qua đó mới có đó. Đi rồi hả? Ờ, tắm rửa bên đó đó. Có ai đi tắm rửa vậy không? Thôi lấy đồ đâu, tắm rửa vậy thôi về luôn đi. Ừ, thôi về về luôn đi. Đi nhanh lên xe kìa. Mình ra sao luôn đi. Lên xe lửa chuẩn bị lên cáp treo nha. Lên xe lửa ơi, lên xe lửa ơi. Xe lửa chạy hết nổi luôn rồi. Ngày nay là ngày ăn chơi, ngày mới là ngày cài. Mai bóng giờ. Chưa đâu, cái hẹn là 6 rồi mình đổ thôi thì bà Long có điện.
chỗ lên cáp này cả nhà. Dặn ai, dặn ai chút nữa mới dặn. Quá cái hồ Thanh Long á. Dặn nè. Đừng đây. Bữa nay đừng đi trên trời. Ồ. Cái xài kìa. Ngon. Hôm qua nói cả nhà đừng đúng. Cười chứ Bảo Bảo nhỏ lớn chứ từng đi máy bay nha. Dừng xài dừng nhà. Bao nhiêu nổi chân rồi chị? Hôm nay mình cũng đi máy bay bằng cáp. Đi cáp treo mình tưởng tượng là mình đi máy bay đi. Nặng quá trời nặng rồi. Bỏ tay luôn. Biết lại là khỏi chết nước rồi vô đó có biết có nước thì khỏi chết. Giờ đâu có nước. Ta cho đường chai đó. Đường chai hết rồi. Chứ chả ổi thì trời ơi 200 mấy ngàn đường chai nước. Mẹ cái xài kìa mẹ, cái xài ngon lành kìa. Quá trời trái. Mà đây nó giảm bên kia nó không được giảm. Cái xài. Mời cả nhà đi du lịch với nhà Bảo Bảo nha. Đây là hình ảnh con trai của em khi nó ở nhà không có em ở nhà. Cha nó dữ rồi. Coi nó đi. Coi nó đi. Chèo lên bếp nó làm. Đi liến chụm gái hả? Con kia mắt lấy dễ cho nó không hình ảnh nữa. Mình leo được cái trái bên kia cái gì quá trời kìa. Cái xài hả? Xài vô bọc á. Ủa cái này mình có thể leo được không? Nó bậy. Nhưng cái này thì cũng nhà bình thường có đường lộ nè. Cái xài vậy xài luôn. Người ta đi lữ hành hình hương người ta đi bằng hello. Bộ mấy ngày á. What's your name? Mình chào bên kia mà không ai chào mình cho anh ta. Nó khép kính với cái máy quay đó nè Quỳnh Anh. Cho nó coi Quỳnh Anh. Dạ. Ủa bên kia có người nào đâu chào. Chưa ai, có người xuống. Có người mà. Nãy tham sắp cho cố vô ta cho nước nó thành ra quá trời luôn. Leo lên núi mình làm trai cũng 5 ngàn lên tay núi ăn trai 10 ngàn thì con đi vòng vòng hồ cá rồi cho cá đồ ăn đó đi chùa nó có đi gọi mà đâu có thằng này dài nhớ. cái này dài dữ à không có nhớ không có biết dài gặp nãy bên kia là nãy giờ tới rồi đó còn cái hồ bơi ở đây mà. Hồ bơi nhân tạo ở đây là ở đâu hồ bơi nhân tạo à có hồ bơi nhân tạo nữa thì ở dưới cấp treo á chứ giờ mình lên rồi như sao hay vậy nó chảy đó
tới chưa tới nữa. Mình đi ngang lát chồm lấy cái đường xe lữ hành để đi dẫn chân mình á. Cái núi này leo gì nổi. Ồ, cái cây bị chặt. Đi mấy ngày chị? Đâu. Bị chặt. Mình cũng có chùa mọi người vậy đó. Cái bữa hổm thì mốc có đi chơi đi đồng thầy đó. Ê, cái gì vậy kìa? Cũng có đường leo bộ luôn. Bữa nay tổ chức dịch được đi trên trời rồi. Tự nhiên. Đi trên trời, đã chứ. Trên nọc cây. Đồng cây. Trên mây. Bữa nay không cây. Bữa nay bảo bảo cái được làm chim nha. Mày bảo bảo được chứ bảo cái gì? Bảo cái nè. Có bảo được bảo cái luôn. Ủa, hôm nay mình làm chim bữa rồi. Chim bay trên trời. Mấy cái đường đó là cái đường ta đi ấy á, đi bộ gì á. Ừ. Mấy cái miếu rồi, mấy cái chùa rồi đó. Ừ. Rồi có dấu chân tiên nè, có nhiều lắm. Có dấu tay miếu ông hổ, miếu ông hổ này kia, đền thờ ông hổ rồi nhiều lắm. Bộ tiên bự đó sao mà có dấu chân tiên. Tiên có thì chứ bộ. Đó, chị không nên chị sạch tinh cầu coi. Cái gì vậy, người ta kêu bọn gì măng le kìa, măng le kìa. Mấy hả? Thấy còn đi nữa nhưng chưa hết đâu. Ừ. Người ta măng tâm. Lên trển rồi xuống rồi xuống. Có núm mối không? Nhìn thấy nó đi nhanh mà. Trời ơi, mùa này trên đây nó mối lắm. Xum xê tốt lắm luôn ha. Đó, à, cái này đi 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 lên dễ chịu hơn nãy đi xuống á. Đi xuống không mẹ? Mà sao nó chậm vậy? Đi xuống nó bị ù tay á nè mẹ. Đừng nói bậy. Nó ù. Ủa sao giờ nhìn thấy cái đám gừng cây màu xanh lá. Quay vô tay đi, vậy đi, quay không dê vô tay rồi. Trời, ngoại giao dữ. Nãy giờ mới có. Chứ anh kia tao hất tay quá trời. Cái cánh đồng nó trọng gì mà đẹp kia đúng không? Phải không? Ừ. Chiếc hồng ngoại giao hả? Để coi. Xong đồng nhìn ở trên. Người ta quẩy tay thì chào mình mất trời. Mình đứng ở trên mình nhìn xuống á, nhìn dưới cảnh nó đẹp giống như là dễ ha. Công nhận thiệt. Xe phía sau cũng đúng. Chuyển quay lên phía sau đẹp như chị á. Có ai đó quay cánh đồng sao y chang chang như là chân dễ. Cái xe màu đỏ vẫn đang đi trên trước. Không thấy nóng đội vô mày. Để quên. Rồi chẳng chơi tới chiều xuống được đâu. Quá trời cái đội. Trái gì quá trời luôn người ta ơi. Trái bông nữa trời luôn. Ủa? Cây, ủa? Cây cao cao không rồi sao mà vẽ hả? Đứng đi Mạnh Tương. Có đường lên rồi. Đứng đi Mạnh Tương. Cha, đi xem đá. Có được chiếc xe kìa mẹ. Ừ, nè nè đừng mà bên đây nè nè nè. Đứng dữ lắm bao nhiêu. Đây nè mẹ. Ta chạy quay hết. Mẹ mẹ mẹ. Đây nè. Buổi tối tôi cũng có đèn chứ nói. Không, cái này chắc đi bộ quá. Đường nó bộ á. Chú đường này là trời vui mộ. Có cây dừa luôn ta. Ủa? Nè, trên núi không có cây dừa, nó có trái không? Ủa? Mà nhưng mà đừng cái. Giờ ghê cũng cái khó kìa. Có trái bọn đó. Ê, có nhà trong đây luôn. Có nhà luôn đó kìa. Sao đang điện mà. Bây giờ nè, mình có đường điện luôn đó. Đi review cho Kim Anh coi nha. Mẹ đang đi cái treo núi cấm á. Hồi nãy là bên núi bà. Cái này bộ cớ thanh tư phải không Tư? Dạ. Biết không? Có bạn châu đốc hả? Ừ, giờ qua núi Cấm núi Phật lớn nhá. Có cái cây gì mà hoa màu hồng như vậy kìa. Đi hai cái núi qua cái núi thứ hai rồi. Cái núi hai chưa tới. Em ngủ chưa? Chưa đâu, giờ thì chưa ngủ đâu. Đi hai đi chơi mắt chị ba với em à. Ừ. Mà có em mới ẻ xong rồi. Có ba nhà không? Thì có. Ừ, chưa ngủ nữa hả? Còn nữa còn xuống dốc nè. Mình lên đây, bên lên đây còn xuống cái nữa. Sao dữ vậy? Xuống dốc. Xuống dốc á. Quá trời cái đồi. Sao? Nó là đường đi. Đường leo qua đường đi bộ đó. Nó là bậc thang đường đi bộ lên đó. Ừ. Có mèo đi dưới đó. Ừ, thôi đi, thôi đi. Nghe Kim Anh nói chuyện mà quấn dưới. Ok mít kìa. Tại sao chị hai đi chơi mà thì bỏ chị ba ở nhà, phải là chị hai ở nhà dưới em cho chị ba đi chơi. Chị hai bữa nay chị hai đi trả lễ mà. Tại vì em chịu yêu đây đúng rồi, đi trả lễ mà. Không chịu đi chơi ở nhà cho em. Tụ xe đám này nó nhiều quê, nhiều xe à. Có đèn đốt đi luôn nè. Ủa, còn lên bộ á, leo bộ có đèn đốt lên, đeo đường điện lên luôn. Lâu dưới gì à? Ủa, cha. Ba ba, hồi hồi người ta nói đi cướp chém đồ ta, sao giờ thấy nó im vậy ta? Hôm nay người ta nói nó gió mà. Thôi được rồi, thắng rồi. Sao giống vậy như kêu anh em vậy đó. Nhiều khi nó thẳng quá, không được. Thẳng quá đứt dây hả? Thẳng quá đứt
thẳng thắn thường thua thiệt mà. Trời giờ cái cây gì vậy? Cây độc lạ. Cái gì mà cụp cụp cụp? Mình đi gì nè, mình đem đồ thì xin đồ. Mình nghe cây này nó cao nhiều rồi thì chơi mà gian á, mình đi bộ nó mới vui. Bằng cái lỗ đó, lỗ rồi hả? Giác lại tụi này lớn. Này đi bộ rồi chừng nào mới tới mấy ngày. Tới cho mình cắm trại đồ chơi gì đó. Mấy ngày là bộ mấy ngày. Mấy cái điểm, mấy cái chùa đó cũng cho lại vậy rồi xíu mốt có đi 3 ngày á. Mà không phải đi nhỡ nuôi cá này không nha. Ủa cái nãy ở chỗ em nằm với mấy đứa này là có cái trạng đó. Có nhà ngủ á, nhà nghỉ á. Không mấy là mình đó mình lội bộ lên cái núi này bao nhiêu ngày á. Nè hồ tới kìa, tới. Nè cái đường nhựa ta chạy xe bên kia kìa. Kìa hồ tới thì kìa. Cái đường nhựa lên xe lữ hành á. Với lại mình đi xe ông ta đó. Đâu phải đâu ấy đâu, nó đâu có co ghê gì, đâu có dốc nhiều như lên núi bà đâu. Đây nè, tới cầu của hồ nè. Hồ Thanh Long. Không phải làm giống đập thủy điện quá. Có thấy nước. Chưa đâu, cái hồ này còn cái hồ bự trên nữa. Hồ Thanh Long nè, nó. Ủa gió ở vô mấy nè. Đẹp quá vậy. Hồ không à, còn trên ao cá trên kia nữa. Ao cá trên thì em biết rồi. Trời ơi, cái hàng cây đỏ đẹp quá kìa chứ. Mẹ ơi, hồ Thanh Long mà thấy Thanh Long đâu. Sao không hồi sáng qua quận Thốt Nốt không thấy cái Thốt Nốt đâu chứ. Thốt Nốt Cần Thơ đó có cây nào đâu. Chứ hồi xưa nghĩ là hồi xưa người ta trồng Thanh Long lên và đặt cái hồ Thanh Long. Thanh Long người gồng. Ủa, trời gió quá. Ủa nước trong luôn cái chai bị lủng lẳng dưới vậy. Sợ rác vậy? Mà hồ trong quá à. Hồ trong chắc là sắp tới hả? Chắc là dưới cua cá. Còn xa lắm á. Lên mà đó. Ờ quỳ, đúng là xa thiệt quỳ. Mấy cái số quỳ. Trời ơi. Thì đúng rồi, thì anh nghĩ bên đó nó rẻ hơn nữa. Nhìn nó dưới mà muốn nha. Thôi. Đi ngang cái hồ Thăng Long ngang cả nhà. Hồ Thăng, Thăng, Thăng. Bớt nó nhẹ nó hàng ở cái bên đơn vị tài trợ. Đó à, ghê rồi. Đó à, lên cao bây giờ chỉ biết nhiêu mét chưa sai thôi mặt đất nhiêu mét mình không chịu đó. Đừng nói vậy. Có thấy mấy? Đất kia. Còn mấy trụ nữa mới đó. Ừ, đừng nhìn. Bốn trụ. Có thấy con cá. Nhìn nó trên nó mà. Thấy gì chứ tốc độ đi này cũng cỡ 30 km/h giờ. Tới. Thấy không? Tại trên cao anh thấy vậy chứ nhanh lắm đó. Không thấy ngoài mình thấy mình đùng đùng. Bả đi theo theo thấy không đó. Không thấy đâu. Có 30 quá anh không á. Cho 20 à. Mình nhìn ở đây mình thấy nó chậm nhưng mà ở ngoài nó nhanh lắm, nó đi vù 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 vù. Giống như chiếc máy bay vậy đó. Chị thấy là nó bay rất là chậm nhưng mà thật ra nó bay nhanh lắm. Kìa cây gì? Đó, trái gì quá trời đó, cây gì trái vàng vàng mà nó. Tuốt bên kia luôn đó. Cái gì mới? Nhưng em thấy mấy người ta đi bộ người ta đi xe á, người ta nói là dâu dữ lắm luôn, trái cây dữ lắm á. Thấy hả? Thấy hồi có cây dâu dưới này đúng không? Trên cái tóc có thằng nó cái trà sơm nó cắm nó đang lên ngoài đó, chở nó đi hành hương vòng quá. Wow, rừng sao nè, thử thách sinh tồn hơi mệt à. Chị giao mình vẽ được không? Dạng được đó. Vô đây hở, nếu đi bộ đi lạc hơi biết được không? Ai biết? Phải nó con đường mòn duy nhất chứ. Từ đây mà sinh tồn lấy gì ăn được? Đường quá. Măng le. Cái gì đâu không à? Kè đó. Măng le. Nhãn nhút đó. Nhãn kia nó kia dầu ăn á. Nhãn nhóc đó. Chị cũng có cầu nữa. Ê, cầu đó. Em hoa phượng thì đẹp quá. Đẹp quá trời cũng luôn có, cũng có người ở đó, nhà kìa. Có ai nha. Đúng rồi. Vua khỉ. Vua chắc... khỉ là cưa cây vậy? Đâu. Đó hẹ đó. Đâu. Nó có con đường mòn đó, đường nhựa đó. Đường nhựa nè. Ừ. Ở như đường cây gì nhiều nè, bở khỉ còn ở nhắm luôn á. Không phải chứ không phải đâu. Dạ, rồi trong đường khỉ rồi nhắm luôn. Hà nó có 16 chỗ à. Phải không? Xe 16 chỗ chứ gì? Có đường nhựa nè. Đường nhựa xe lưu hành có 7 chỗ à. 6 hay 17 là đợt mẹ đi mười mấy rồi đó ta. 16 chỗ vậy á. 16 chỗ rồi, mẹ tới 16 á. Đợi rồi, cái băng ơi, băng mình đi hai xe lắm đó. Lâu quá rồi, còn lâu. Từ từ. Im lặng tới lạ thường vậy chăng? Giờ này người ta mới lên chưa ai xuống không đâu, lát mình xuống người ta mới xuống. Chơi cóc hả? Chẳng nơi bên đây đi chơi không? Chịu ảnh hưởng thì, ngồi cóc chứ ngồi xe nhiều. Nháy. Cái hông kìa. Đâu? Đó. Trời ơi, ngồi cái này gần 20 phút đồng hồ, nãy giờ quay không có tắt được 20 phút rồi. Lâu quá sợ. Con ngồi nãy giờ con cong cái lưng luôn. Còn hai trụ mới nói xa lắm, một trụ cây số người ta không tới.
Nếu mà chạy xe là 15 phút 10 được 10 cây. Mà nay hai chỗ chân không có mấy cây sao đâu thấy bốn người. Chị lên trên cái. Đó nhà đó. Đó. Có nhà có người ở mà. Chùa Miếu Bình Thiên. Miếng có nhà có người. Vì chứ cái đường chân ấy lắm, chùa Miếu rồi. Mấy cái ba cô này có. Các ơi đi chị ơi. Mua trứng đi, chứ không có. Mua hai cái trứng gà chứ còn trả. Mua được 50 luôn đi chị. Mua riêng đi, mua riêng cho em 20 đi. Ừ. Cái này là 20 rồi, thêm 20 nữa ha. Chim cút 15.000 chục. Ăn cũng được nha cả nhà. Giờ túi tiền. Trứng gà nhiêu? Trứng gà 9.000. Trứng gà 9.000 hả? Ừ, giống như mình bán rồi. Ừ. Bán rẻ. Như mấy người gà. Mấy cây chả? Chả em một cây à? Cây 10 nghìn. Cây chả với 5 cái trứng gà đi. Rồi đi đi, đi hết trở nữa. Chả không? Cho mình chả nè. Ăn ơi, Khôi ơi, ăn ơi. Anh à. Ôi, ngồng màu xanh này đẹp quá à. Ngồng Nam Mỹ hả? Dạ. Nhỏ ha. Cái dép này nó mới đẹp. Mưa. Ông thầy em. Hôm qua ông đi thành phố thấy cái mặn Hà Nội ông nói cho ông bảo chị nè, ông thử đi chị dò ra cho mẹ ra. Cái thằng đây bánh bánh xèo này ngon lành luôn. Ừ. Vậy thì mình đi bên đó là cho đứa hạnh đó. Ông bé trên sau kia dưới này. Quá cậu này rồi. Đây đây đứng rồi đây này đâu. Thôi ra đến gì chết lắm. Xin cảm ơn, hôm nay cũng như thế.
bán túi gì rồi bán túi 10 ngàn này cởi thành cái đã phải 20 ngàn. Được ăn lại gãi đi con gãi đi quá trời cá to lắm cả nhà ơi, năm nay cá lớn quá trời luôn nha. Năm nay cá được lớn luôn cả nhà, có thể bắt ra được luôn á, thò tay bắt ra được luôn á, con thò tay thế này đó. Thò tay bỡ cá được luôn nha cả nhà. Mình đang nhí con cái gì nó đang dạy cố cá cạn trong bờ kìa. Thường thôi, phải chứ coi. Năm nay cá lớn dữ lắm nha. Con cũng tầm 2 kg rồi cả nhà ơi. Cá lóc. Cá lóc lóc à. Tao bả tôi lên đây luôn. Gãy bọn không gãy. Bên cầu bên kia cũng cá dữ lắm nè nè. Bắt nó hả? Bự ăn cá con luôn á nha. Cá bự nó ăn cá con luôn. Đúng hả? Ừ. Mà nó né vô mé á. Nó vô đây quá trời luôn nè. Thế là thức ăn nhiều vậy mà sao nó ăn ta? Trời quá trời ai giục bài nắm chân rồi. Trời ơi, vô đây không sống nữa. Lên. Con đứng ở đây kìa. Còn nữa là cho xuống dưới luôn nha. Mày nó cạn chết luôn. Mấy con kẹt cho con ta. Nó quá rồi, nó kẹt quá trời. Đứng đây này. Đứng đây coi. Nhà nó bò giống chứ. Này cá chép, cá chép thường của mình, cá chép mà để người ta thả mùng 10 ngày mấy người ta thả cá chép á. Thả xa ra nó muốn lên bờ luôn kìa. Bỏ xa ra cho con. Mỗi một năm mà khách về đây hả, đổ xuống có nhiều cá nữa. Người ta phóng sinh cá rồi lớp người ta cho thức ăn nữa. Đụng vô con cá được. Thì mình thò tay đụng được luôn á. Cái dạng á. Phái trí rồi. Ơi. Sao mình cái tay nó hối luôn. Ba con luôn nè. Ba con rồi. Chị mẹ cho em cầm tôi. Cầm đi chị. Giờ nó cắn nha. Thả đi thả. Bỏ đem túi đem nhà đi con. Bỏ cho nó xuống nha. Dạ. Cá nhỏ này bỏ cho nó xuống đem về được. Ừ. Chết mèo. Chết rồi. Có ba. Nó ăn luôn rồi kìa. Chết nó lại. Còn nó nhảy ra rồi.
mở nới ăn cải không à. Ờ, ý là cá lớn hơn cá bé. Con nào mạnh thì con bỏ bọc vô đừng bỏ đây, bỏ đây nhìn con nó mắc cái mình miệng trong bọc bớ hả miệng tay con gì ba ba hả cái đưa ngoại coi kìa ngoại cái trần trợt của anh ơi con đá nhiều anh đang con nè đang con này hân Quyền con ba ba với chân con nó kìa bỏ một bọc hai ba con nè đừng có đụng vô cho nó kìa chín chạy nước suối á đất chửi 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 có ba đây hai con nè kìa chỗ Quyền gọi Quyền chụp một chỗ đường tảng đá còn con kìa kìa nó buông tảng đá đó buông tảng đá kìa quần anh con ngồi cái chuyện chơi ngồi phải có đá dạ con biết có cái gì đi dớt mấy con cá bị mắc cạn ra không con Quyền cái gì nó trốn mấy cá bự á về bỏ cái đường hồ trốn đi trả tội á tội tội gì mình về mình nuôi chứ đi thấy cưng thiệt mà sợ thấy á về bỏ vô cái hồ của Quyền hay gì được bỏ vô hồ mình nuôi chứ bỏ đấy qua đây thì tao nhả chết á thì sao giữ được rồi tắm biển là nó lội dữ lắm luôn ý nó thì sao giữ nó được rồi nó nhảy xuống thì sao tôi mê cá dữ lắm cá con nè quần anh cá con đang nặng nó đẻ luôn rồi quần anh sao nè ừ trời ơi mini luôn kìa quần anh mê ăn hồi cá của mày vậy thôi chưa có bát chưa chưa có tụt chứ không có quần báo có quần báo chơi đấy đỡ hôm nay cũng bị cá lớn ăn chơi nè cá bự nó ăn cá nhỏ nhà ăn con ba ba luôn nó đói nó ăn luôn đi nè đi thôi con ơi chui tay con cái gì vậy mi tiền mi à hồi đi con mua nước con ghé mua gì tạm biệt nước hả cầu một ngày mười ngàn cầu công đức mình đã cá mà ăn bao cá cô ơi bập 10.000 tấn cá hai chậu Yeah.
trên cầu gãi xuống này nè. Đi về mà bả hang bả đi số tiền cái thì tao cho mày. Đi số tiền mỗi một lần vô cổng. Đi dặm dưới hai dặm trăng. Quá trời luôn, bơ 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 tư hoa lấy miếng dưa ướt rồi trời về. Quá trời nắng. Quá trời nắng nha nhà. Quá rồi. Chạy ngủ rồi đâu rồi. Chiều vô à, nhà quán ăn không chịu ngồi ngoài gốc cây nè. Ngủ ở cây ăn trái cây luôn. Ăn trái cây về trái cây mua nha. Ủa chị ngủ tao đã bỏ ông bà ăn bầu nào. Nhà ơi, nắng mà mệt và đuối nữa. Rồi chuẩn bị lên cáp treo để về nghe cả nhà. Đi núi không cấm, núi Phật lớn nha. Ủa đi qua bên kia nữa mà ai cũng mệt hết rồi, đi hết nổi rồi. Tính đi do công viên nước mà cũng không ai chịu đi luôn. Vô quán ăn nha cả nhà. Ai ăn cơm thì kêu ăn đi con. Còn để lát chiếc xe có đón cho Quyền ăn. Bây giờ cho ăn gì đó.
ơi, chuẩn bị lên xe về cả nhà. Về cũng dài rồi, bảo tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt, tạm biệt. Bảo Bảo chuẩn bị hành trình về Trà Vinh nha. Đã rồi, đã ngứa rồi, đi hết nổi rồi. Tới rồi chuyện. Thì Bảo Bảo cũng tạm biệt cả nhà nha. Hẹn lại clip sau cả nhà. Đuối quá.